Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay Trấn Lực đồng hành cùng với lại anh Nghiêm với lại thêm là anh Khương đi xuống nhà của ông dì với lại là bé Quyết một chút cô bác ạ. Thời gian này thì cũng khá lâu rồi, Trấn Lực cũng chưa đặt chân tới đây. Thì không biết là sau cái thời gian mà khi mà được anh Minh Khương giúp đỡ thì hoàn cảnh của hai bé Quyết và hoàn cảnh của ông dì với lại bé Quyết thì đã như thế nào rồi. Trấn Lực cũng rất là muốn thường xuyên là xuống đến đây nhưng mà do là cái quãng đường mà xa quá cho nên là không thể xuống liên tục được cô bác ạ. Hôm nay thì là có cả anh Minh Khương TV cô bác. Ở đây thì các bác theo dõi được những thức phim mà Trấn Lực chia sẻ lên hay là anh Minh Khương chia sẻ lên thì các bác không có lạ gì với lại hoàn cảnh của ông dì rồi. Từ đây đi ra kia thì là hiện tại thì con đường này thì đã xe ô tô có đi được vào không anh? Đây thì ngày trước thì trước khi mà làm nhà ấy thì là cái cung đường này thì cũng có ô tô chở vật liệu đến tận nhà, nhưng mà trong thời gian vừa rồi thì là do mưa to quá, bây giờ là cái phần mặt trên là đất đã trôi đi hết rồi, toàn đá thôi nên là không thể nào vào được rồi. Thế mà đường này theo em nghĩ là nếu mà vào là bây giờ là chỉ có loại ô tô lại hai cầu to thì mới vào được thôi anh nhỉ? Xe ben thì mới ra, xe ngày xưa ấy, còn xe bây giờ cũng không thể nào đi được. Vâng, còn có cả đồng hành thêm là cả anh Nghiêm nữa cô bác. Trong Nghiêm xin mến chào quý ông bà cô chú và anh chị trên kênh của Em Lực Bản Em ạ. Bây giờ thì ba anh em mình đi xuống rồi anh ạ. Okay. Không biết là đi xuống thì có gặp là hai ông cháu ở nhà không ấy? Thường xuyên thì hai ông cháu là cũng có. Phải nói là phải có cơ duyên mới gặp được hai ông cháu ấy, bởi vì là ông là đi rừng suốt đây. Vâng. Nên là cũng có hôm thì anh Trương ra và là một người anh ra cũng phải đợi em ạ. Thấy ông là biết thêm là cái nghề mà bốc nam hay không nhỉ? Có những lúc thì trời nắng thì là mấy em có thể là đi giày một băng, nhưng mà đi giày thì là một khổ này thì nó lại là đi được một hôm được, chẳng đi tầm độ ba hôm thì thôi rồi. có vẻ như là cái này nó là
thuộc dạng như kiểu là cái nước mạch nhiều ấy. Nước này thì là các bác nhìn thấy không? À, rất là trong, nếu mà nước này mà nuôi được cá tầm ấy thì là rất là hợp lý. Đây là ao là nuôi gì vậy? Có vẻ như là có 3 cái ao của bác ạ. Trên kia còn một cái ao nữa. Cái kia một cái ao to nữa. Bước vào thôi, đã nhìn thấy như là một vị sĩ này của bác này. Bảo vệ này. À, con chó này đấy anh Cơ bảo có đỉa đúng không? Có. Lấy ra hết chưa? Có, 2 con. Con chó này chết anh, bà bán chó không đâu. Bởi vì ở xung quanh đây là toàn nước à. Vâng. Nước khe, nước suối thì chó nó sẽ vào uống nước. Đấy là hay bị con đỉa nó chui vào luôn. Ừ. Anh làm gì hết? À, chơi xếp lại chưa? Cháu chào ông nha. Ông chị em. Đi lên. Cái này xem nào. Cái gì đây? Anh xem nào. Lâu ngày không gặp, ông khỏe chứ? Này cái gì đây? Thịt má. Da da lợn đấy. Anh lấy đâu ra đấy? Hả? À, họ cho à? Cái này là như kiểu là thuộc dạng là đuôi anh nhỉ? Không, cái này là bị lợn. Bị lợn đấy. Cái này là treo góc bếp rồi em. Rồi nhá. Chào ông nhé, lâu lắm không ra nhà ông à. Sức khỏe anh ơi. Ông để bắp ở đây à? Nhiều bắp thế. Trước này là để ở đây hàng đống thôi, nhưng mà kiểu là con chó ấy, hay bới lại xong rồi đi lại vào chỗ nhà ấy, bẩn hết nhà luôn. Thế nhưng mà là anh đã mua bao về để đựng ở đây cho nó gọn gàng. Nhưng mà bao này thì chắc là cũng chỉ được một thời gian thôi anh nhỉ? Nhưng mà bao này chỉ là thời gian thôi mà. Đấy nữa anh lấy làm mà chuồng lợn. Chuồng lợn cho ông ấy, bây giờ là nên chuồng trâu đấy. Bây giờ cũng đang bận quá, chưa làm được. À, mấy hôm nay thì do bận cấy này. Thứ nhất bận cấy, thứ hai là do thời tiết. Mấy hôm nay thì thật sự là để làm xây dựng công trình gì rất là khó khăn. Có khi là mình đang làm dở là mưa lại. Đợt này mưa nó cũng phải mưa to. À, mưa ít nữa mà là mưa rất to. Đây thì có cái mái hiên che cái phần sân này rất là chắc chắn luôn. Cửa có lắp cam, nên là yên tâm hơn. Bây giờ ông có thể là đi bên rừng nào, ở đây cũng có thể giám sát ở trên trên kia được. Là xem là có ai vào không nhỉ? Vâng ạ. Vâng ạ. Ở đây thì là ngôi nhà của ông thì là anh Khương là thiết kế là 3 bậc thang lên cô bác ạ. Thì là nó sẽ cao hơn, với lại là khi mà có nước mưa vào nó không có chảy vào nhà. Và trong ngôi nhà là rộng rãi, thì bạn nhìn thấy trên cái bộ bàn ghế mà phải nói là màu rất là nổi bật đúng không bác ạ, với màu gỗ. Cái này là nó có gì ạ? Quên. Thịt lợn á? Hôm nay thấy biết cây số này là lớn thịt lợn đái các anh ạ. Ồ, biết là đang biết là đang nấu cơm sao ấy anh nhỉ? Đang nấu cơm. Ở kia là nấu cơm nhà là quyết nấu nhiều thì vì ông rất là mệt. Rất là mệt rồi, nhưng mà công việc ở nhà là cũng giúp được ông khá là nhiều. Bên thì năm nay cũng được là 10 tuổi rồi anh ạ. 10 tuổi rồi. 10 tuổi rồi. Sang năm sau thì lại lớn thêm là 1 tuổi nữa. Đấy phải nói là khi mà không phải không có thể nhìn hoàn cảnh này được là các bác đang là chính thức như đỡ. Thì sau khi mà được các cô bác anh chị nhìn hoàn cảnh này cũng giúp đỡ cũng rất là nhiều. Cũng gọi là một cái phần đó là an ủi. An ủi với những hoàn cảnh đó. Còn như bé Quyết thì là bố mẹ là bố là không còn đấy. Bố mẹ vẫn còn đấy, chẳng qua là bố mẹ là bỏ đi, có nghĩa là bố là đi được 8-9 năm nay rồi, cũng không có công tích bên làm gì với gia đình. Đâu đâu? Cũng như là người mẹ thì đi thêm bước nữa, thế là bỏ cái quyết ở lại. Và khi mà ông bà nội bán đi ấy, ông gì ông thưa quá ông chuộc về. Tức là ông gì là ông ngoại thôi, ông ngoại không biết là ông ngoại thôi. Thế là ông bà nội là bố mẹ là không đủ với nhau nữa, thành ra là đi lại bán mấy quyết cho người khác, ông bà ngoại lại thương, bà ngoại không về. Bây giờ là ông ngoại với là cháu ngoại ở công ty ngay nhai thôi. Còn là con của ông thì có mấy đứa con gái, còn một đứa con trai thì cũng mất rồi. Và vợ cũng mất rồi, bây giờ là mình ông với cả Quyết thôi. Gia đình trong khi đó anh có, trước này là có duyên với ông là gặp ông. Ở đây thì chia sẻ đây thì cũng được với cô bác anh chị Mạnh Thường Quân yêu mến đến gia đình thì được có căn nhà như hôm nay quá là mừng cho hai ông cháu rồi. Một cái ngôi nhà như này thì là để mà có duyên, thứ nhất là ông có duyên với anh, thứ hai thì là có duyên với cô bác anh chị Mạnh Thường Quân thì mới đồng hành để giúp đỡ cho
hầu với lại là mạnh có chỗ mà gọi là che nắng che mưa. Như là trước mà em đợt mà ông anh vừa vào ấy theo dõi đấy là rằng là cái căn nhà của bố ấy là sau khi một trận mưa là ở trong nhà ngồi ăn cơm mà còn không ngồi được, không có chỗ ngồi ấy. Không có chỗ ngồi, có hôm là mưa gió to là không dám ở nhà phải trốn trong ra trong trong này là có một cái hang đá là ngày xưa ông cũng không có nhà ở, ông thường thường là hay vào đây trốn. Thế là ông là đợt này là ông nhà ông là trồng lúa là như nào đó sắp hết chưa? Sắp hết rồi ạ. Còn ba nó thiếu một tí mà. Thế mà trên đường kia là lấy nó ra không? À, vừa đi xin về đấy à? Cháu tưởng là của ông thừa là ông ai mà xin? Đó là có nghĩa là ông đi xin về chồng đấy. Thế một tí mà. Tại vì là năm nay là có máy móc là máy cày nữa, nên là sẽ phát triển cho ông là cày thêm nhiều lúa. Thì thứ nhất là cái ăn đủ lắm. Có lúa có thóc ăn để đủ cho hàng ngày ăn ấy, thì đấy là lo những việc khác những người và cái bài đặt ra cũng không cũng thiếu rất là nhiều điều khác đấy. Thế là ông là năm nay là có những mấy cây nào không nhỉ? Vâng, năm nay là cháu ba bác hỗ trợ thì cái máy. Máy thì ông biết điều khiển là còn bình chưa? Điều khiển cây được chưa? Vâng, cảm ơn. Ông nhanh lắm, ông nhanh lắm. Thế này em muốn xe máy không? Nhưng mà anh cho ông cần một thời gian là xe máy. Có nghĩa xe máy cũng mua mà không trông rồi. Cái là đào tạo là từ xe máy lên. Xe máy là ông còn đi đây cả một lúc đầu không? Để máy hôm thế là thời gian sau là ông đi được rồi, thì anh cũng giao xe rồi. Hai ông cháu lại đi đâu có phương tiện đi lại rồi. Lúc mà cái phương tiện lúc mà cũng đâu, đúng rồi. Lâu mình rất là cần thiết bây giờ. Từ đây mà đi số cái xá thì cũng rất là xa. Đúng rồi. À, để mà nếu mà cố mà ví dụ kiểu thì anh em nói là nó đang vui thôi. Nói là nói cho có cái là từng cái số thư này. Không đến kịp mà ở nhà chỗ khu nhà ông này thì là em nhìn thấy nó cũng rất là hoang lắm. Ông là một mình một quả lúa luôn. Vâng. Nghĩa là xung quanh nhà ông là bây giờ cũng của nhà nước thì là cũng chưa cần dụng mà nhà nước cũng chưa dùng đến mà ông có thể là phát triển thì cái xung quanh này là trồng đến thì cũng được. Nên chú anh em mình ra bên kia thì cũng phải có xe ô tô xe máy là có lại, nhưng còn từ bên kia ra bên này thì hầu như là không có ngôi nhà, không có hàng xóm nào gần cạnh nước. Thế thì ông có thể gửi lời chào đến các bác ở khán giả ở trên kênh của em được không? Dạ, xin chào các bác. Đấy, cháu Cường cũng mải nói chuyện quá cũng quên gửi lời chào đến các bác. Đấy, hôm nay thì có em được đồng hành cùng xuống thăm hai ông cháu thì cháu cũng rất là vui và cháu cũng xin đang gửi lời chào tới toàn thể kênh của em Lực và tất cả mọi người đang theo dõi trên video của hai anh em chúng cháu cũng như là em Lực. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn các bác nha. Cũng mong là cái nữa sẽ anh em chúng cháu sẽ đồng hành cùng nhau sẽ có sự yêu mến của các bác. Ngày hôm nay thì Lực cũng đến đây là lần thứ hai rồi. Lần thứ hai rồi anh. Lần số thì số là không gặp anh. À không có gặp anh đúng rồi. Đấy đấy cũng làm nhà đúng không? Hay là đang làm nhà là hoàn thiện là cái phần thô rồi. Hoàn thiện là phần thô rồi. Tại vì lần đấy anh cũng có hơi bận ấy. Nên là cũng không có không gặp được đúng rồi. Nhà anh nhưng mà nhà ông này như là trước tân gia thôi nhỉ? À trước đang bây giờ bắt đầu cấy xong là xin được cái đường điện là kéo điện về là sẽ bắt đầu là tổ chức tân gia. Có thế là nhà ông là cũng chưa kéo điện này. Chưa kéo được điện đâu. Thế bây giờ còn phải lắp cái đèn. Ông nói thì em có theo dõi trên kênh như là đây cũng mua vé rồi đúng không? Đây này, đây này. Anh quyết ở đây. Còn lại bên anh. Đây rồi đây này. Bây giờ là khá là lớn rồi đấy, rất là đẹp trai. À, em gửi lời chào các bạn ạ. Con chào con của bà. Rất là giỏi luôn. Quyên này cho chú hỏi thì hôm nay chú đi đâu? Quyên thì đâu làm gì ấy? Hôm nay đi đâu làm gì? Đi cấy ruộng á. Tức là một mình đi hay là cùng ông đi? Hai ông cháu là đi à? Quyên là xong là đi học chưa? Không biết á. Thế là ở trong trường các thôn ở trên anh bây giờ là hầu như là chỗ nào trẻ con nghỉ cũng không có thông báo. Khi nào bắt đầu học là sẽ có thông báo đến trưởng thôn là sẽ có một cuộc họp là sẽ ngày nào đi học là sẽ thông báo lại với các em. Nên là hỏi các em mà không biết là đúng rồi. Quyết thì năm nay là lên lớp mấy rồi anh? Lớp 4. Lớp 4 đúng không Quyết? Lớp 4. Trước là học chậm ấy. May là được đi học, không may mắn là bây giờ không được đi học là tội lắm ấy. Không là sau này cuộc sống của em cũng khó khăn lắm. Bây giờ để mà giúp đỡ thì là cái con đường học hành thì nó mới là con đường học hành thì nó cũng là con đường gọi là quan trọng nhất. Bây giờ các em đi học thì có thể là đi ra ngoài giao tiếp thêm thì có thể là biết được thêm nhiều thứ hơn. Đấy, mở mang tư duy thì có thể là sau này tầm mà ông bây giờ chẳng hạn đấy, anh em mình đang nói những nuôi không biết cách mà chăm sóc gọi là chăm nuôi cá tầm ấy, anh em mình tầm đến Quyết thì có thể là Quyết là có thể là làm được cái điều này em quan ạ. Một cái giống mầm gọi là một cái giống mầm tương lai phía sau. Nói chung là ở chỗ ông ấy, bây giờ nếu như mà
học được về những cái cách mà áp dụng về kinh tế thì là chỗ ông là phát triển kinh tế tại gia đình là cũng rất là ok. Thì anh thấy là có cái nhiều cái tiềm năng để phát triển luôn. Có thể là chăn nuôi, ví dụ như là chăn nuôi lợn ở đây cũng được. Tại vì ở đây là mình có thể là trồng những cái cây chuối rừng ấy, chặt cho ăn là cũng không phải mất nhiều vào cái rau lợn để tận đi lên rừng lấy. Bên thì chắc là cũng hay thường xuyên là theo ông đi lên rừng lên núi đấy. Nhiều đấy anh ạ. Đi suốt đấy. Bây giờ ông đang học cây thuốc của ông nữa. Đây ông đang chuyển nghề lại. Nghe bảo là được biết được hai cây rồi. Nói là về cái bài thuốc nam ấy, thì mà bóc được cũng rất là khó quá ạ. Hiện tại thì là tổng là 7 cây. Bây giờ biết 2 cây thì cũng lâu lắm, thôi học dần thôi. Ông là đời truyền lại từ đời các cụ đến nhà ông là bây giờ ông là đời thứ tư rồi. Thế là qua đi là 4 đời rồi ông? 4 đời rồi. Quyết thì là đời thứ năm nhỉ. Sau này làm cái gian hàng đây làm quyết thì nhỉ? Quyết thuốc nam. Ở đây các ông các bà biết là đến tận nhà này luôn đấy. Đây là nhà của ông cháu đi đất dài là rộng rãi, khí hậu như mọi cái thì nó cũng ổn định. Nhưng mà em thấy là ở cái khu nhà ông thì nếu mà vào mùa đông thì chắc là cũng lạnh hơn. Lạnh mà ở đây là quá là lạnh mùa đông ấy. Thế là cho nên là những cái chỗ cửa với cả là những cái chỗ mà mái tôn này phải bịt kín hết. Có nghĩa là mùa đông sẽ không có sương để lùa vào nhà được. Nhưng mà mình để thoáng cũng được, nhưng mà đến mùa đông là sương rất là nhiều. Nó sẽ lùa vào nhà và làm ướt cái ngôi nhà của mình. Đấy, nó lúc nào cũng bị ẩm. Ở đây thì là muốn hoàn cảnh nó là nằm một cái địa hình khác nhau cho nên là khi mà có nhà thì nó không thể là ngôi nhà nào cũng giống ngôi nhà nào được các bác ạ. Sẽ có ngôi nhà nào khác với lại biệt là ngôi nhà mà bên cạnh là ngôi nhà thứ hai một chút. Nên sau cái thời gian mà quay trở lại thì là ngắm nhìn lại cái ngôi nhà của ông cháu thì phải nói là rất là để phục anh Khương khi mà làm được một cái ngôi nhà cho ông cháu như vậy. Ở đây thì không chỉ là làm ngôi nhà đúng không, mà là còn là giúp đỡ cho ông cháu thêm là rất là nhiều những cái mới, rất là nhiều những cái mà ông sẽ chưa từng bao giờ là đi đến. Đúng không? Nghĩa là ông là một cái giấc mơ, một cái giấc mơ. Cũng từng hỏi ông rồi, ông cũng chưa bao giờ có là suy nghĩ là sẽ có được như ngày hôm nay đâu. Ông may mắn là được với cô bác anh chị là qua những cái chương trình mà anh em mình như là cầu nối thì các ông các bà như là tất cả mọi người từ mình đến hai ông cháu thì mới được có như ngày hôm nay thôi. Rất là mừng cho ông vì ông cũng sống một cái tâm rất là tốt. Nếu mà không có ông là bây giờ bé Quyết không biết là ra sao. Đấy như là bây giờ ông được hưởng cái tấm lòng của các bác là cũng thấy rất là vui cho ông được. Tự nhiên cảm lành đấy. Vâng, kiểu vậy. Sẽ rất là mong là sau khi mà hoàn thiện những chương trình hay là kết thúc một cái tương quan cảnh một thì sẽ rất là mong sẽ được phần trợ duyên của tất cả các cô bác anh chị là đồng hành cùng tất cả các anh sự nghiệp là hiện tại là đang ở trên vùng cao để mà giúp đỡ được những hoàn cảnh còn khó khăn. Nó là một cái cách để mà giúp đỡ cũng như là để mà an cùng về cái hoàn cảnh và đóng một cô bác có những hoàn cảnh thì nó rất là đặc biệt quá. Em có thể là anh cũng đặt cái ngôi nhà đầu tiên của trên kênh anh. Em cũng làm được vài cái rồi anh ạ. Em thì cũng nếu mà để mà bây giờ là ngôi nhà thứ ba. Nhà thứ ba. Đặt mà đầu là ngôi nhà cùng là cái sáng là làm nhưng mà làm vào nhà ấy. Thế còn cái thứ hai thì là ngôi nhà của anh em thành sự. Thế còn là ngôi nhà tới thì là ngôi nhà của hai ông cháu. Nhưng mà cái thời gian này thì nếu mà thời gian này là do ảnh hưởng cái việc thời tiết anh nên là rất là khó. Em phải là bây giờ đến tính nhất hôm nay là tạm dừng được hơn một tháng rồi. Thế là vẫn chưa đang đang làm dở đúng không? Vâng, đang làm dở ấy. Một số vật liệu thì đã lấy vào rồi nhưng mà còn một số cái quan trọng hơn thì em không làm thế nào. Thế hôm nay thì có em ở đây thì em có thể tham quan lại cái ngôi nhà một chút. Chỗ nào mà em cảm thấy không hợp lý thì có thể là góp ý anh để tới nữa anh. Chắc chắn là anh sẽ còn làm nhiều cái chương trình, làm nhiều cái nhà nữa. Nhưng mà em cảm thấy là bước vào ngôi nhà là em nhìn thấy như thế là rất là ưng người đúng không? Rất là ưng người anh ạ. Em chắc là em không biết đâu. Anh ngày xưa là anh cũng từng là một cái nghề thợ xây. Anh cũng từng đi nhận công trình được. Thế bây giờ là anh bỏ công việc đấy và đi giúp những hoàn cảnh thì anh lại tiếp tục cũng nắm được một chút. Thế thì anh làm nhà như thế thôi, khi nào mà em cảm thấy chỗ nào không có ý thì có thể là
góp ý, anh em mình cùng góp ý để lần sau mình có thể là làm đẹp hơn. Anh rất là mong là sau khi mà lần này xuống thì sẽ học hỏi được bên anh Khương là nhiều hơn. Cô bác ơi, đây là em thấy là cái tấm pin là năng lượng mặt trời anh. Đấy, đúng rồi, hôm trước là anh chưa có kéo điện được cho ông ấy thì là anh có mua tạm mà cái năng lượng mặt trời để cho ông làm mát đấy. Đấy. Nên là nếu kéo được điện thì là anh có mang về. Thế là cái khu này là đây là ruộng nhà anh à? Đây là ruộng nhà ông ạ. À là ruộng nhà ông, ruộng nhà anh. Đấy, trước là có máy xúc mới vào đào thôi. Thế trước là kiểu có ruộng nhưng mà cái thành cũng nhỏ nhỏ ấy. Xong là bây giờ là cái ao. Nhưng mà em thấy là thế đất của nhà hai ông cháu thì ở đây là có đá rất là to anh nhỉ? Đá nhiều lắm, cái nền nhà này cũng vậy thôi. Trước là tính là làm mà xuống hơn một tí nhưng mà cái nền này là xuống toàn cái cục đá rất là to và không thể nào hạ thấp được. Và khi mà làm xong này ở cao như này anh thấy là quá là hợp lý, nhưng mà trước đây mà không vướng cái hoàn đá kia là ở thấp xuống là nhìn nó hơi không được đẹp. Nhưng mà làm theo ba cái bậc thang như này lên là nước bây giờ có lớn đến đâu nó cũng không thể ngập được vào nhà được, không ngập được. Nhà ông thì ít ngập lắm, chẳng qua là ở đây là hơi lạnh vào mùa đông một chút thôi. Ngập thì hai bên là cái suối, bên kia cũng có suối, bên này cũng suối, lúc nãy anh em mình qua đấy. Tức là cả hai bên là đều có suối hết rồi, đúng rồi. Quét thì có vẻ như là đang nấu cơm hay sao anh nhỉ? Không biết là làm gì đây. Với là đang nấu cơm thì không phải. Đang chỉ nấu cơm hay là cơm còn dư. Thế là anh định là làm thùng lợn gì nếu mà giao viên hướng cái này hả anh? Thùng lợn anh sẽ làm thùng cái kia. Thùng cá thứ nhất là làm cái kia kìa. Còn ở đây thì có thể là làm một cái cố để nấu cắm lợn này. Mình đun cắm lợn nó có thể là cái ống thả cái kia luôn. Thế chứ không phải sách đúng không? Sách thì xô là đi lạnh hơi khó ấy. Làm ở đây một cái kho để mà đựng đồ đạc này kia. Bây giờ là cũng có rất là nhiều các bác anh chị cũng góp ý là muốn là cho gọn những cái đồ này ra thì cũng chưa có làm được cái kho ấy. Thế là không biết là vứt ở đâu, nếu như vứt ngoài trời thì cũng đơn nhưng mà nó hỏng nhanh quá. Thế là đợt này là phải chấp nhận là nhìn hơi bừa bộn một chút để các bác có thể theo dõi này là những cái mà đợt trước là như cái máy hai cắm lợn này, các cắm lợn được em quyền là mua lên, bây giờ cũng chưa có điện để mà dùng ấy, phải đợi điện á. Thế là điện là hôm nọ là anh mua là dây điện này anh? Thế dây điện là cái điện mà trước khi mà làm nhà là anh mua lên để con kéo. Bây giờ là tới sẽ thông lại. Đợt đầu tiên ấy, thành ra là không có điện là anh phải đi kéo một thời gian làm nhà. Bây giờ thì người ta điện thì nhiều quá, người ta không cho dùng nữa. Là anh sẽ kéo cái đường dây điện mới là nó rơi vào tầm 2.000 đến 3.000 mét. 2.000 đến 3.000 mét. Ủa thứ đường ấy tầm độ tầm 2 đến 3 cây rồi thì đấy, ủi ra 2 cây dưới đến 3 cây mà. Thì anh cũng đang mua thêm mấy quần để cái kia rồi, và cái đường dây điện cũ đấy nữa. Không biết là hiện tại anh có nhận thêm được nữa thì đang chờ là bên chính quyền là điện cho cái hồ sơ là bắt đầu là sẽ kéo được dây điện và tổ chức cho ông một bữa tân gia. Hôm nay thì nếu như mà em có lên được thì sẽ lên cùng anh em cùng vào đây ngồi cùng ông một ngày một bữa. Thực sự ra cô bác ạ, lúc mà đang làm thì có thể là có lực không ra được đấy, nhưng mà đến hôm tân gia đấy thì là chắc chắn là sẽ ra từ sớm để mà cũng biết được các anh là cái gì đấy. Mong là em sẽ sắp xếp được thời gian thôi. Hôm nay thì đi xuống cô bác thì rất là mừng cho hai ông cháu. Quyết thì là một ngày một lớn và một ngày em ấy thể được chuyện là nhiều hơn rồi. Hai ông cháu hiện tại đang chuẩn bị ăn cơm rồi bác. Cái video này có được cúng xuống và ghi hình lên kênh một chút các bác. Có những cái điều gì mà mấy anh em còn chưa có phải thì rất là mong các bác sẽ được sự góp ý cho mấy anh em cùng hỗ trợ nhau trong cái phần cái nghề gọi là cái công việc mà em giúp đỡ được chuyên nghiệp ở đây, chuyên nghiệp trên vùng cao các bác. Còn chắc là cháu được không xin được là cái hình cái này các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà và quý anh chị sau tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Câu cuối thì cảm ơn anh nhé. Ok. Cảm ơn anh nhé. Xin chào các bác. Cảm ơn ông gì nhá. Không sao được không? Ông ấy bảo là rửa tay không mất tay được.